Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với shop đồ câu Lê Rạng. Hôm nay có về một cái dòng máy mới của hãng Asino nha mọi người. Thì cái dòng máy đang về hôm nay à, chắc cũng được 2-3 ngày gì quá. Nhưng mà Lobo thì chưa có thời gian review cho mọi người xem. Dòng Asino này thì chúng ta đã quen biết của nó nhiều qua cái dòng cần nha mọi người. Cần Asino Hero Hero trước kia thì hôm nay hãng Asino cho ra thêm một cái dòng máy là SW6000A, duy nhất một size 6000 nha mọi người. Thì dòng máy này nhìn cái vẻ bề ngoài nó rất là đẹp nha mọi người. Full kim loại luôn. Đó. Thì cho mọi người đánh bạo lực thoải mái với cái dòng máy SW này của chúng ta. Đó thì nhìn bề ngoài cái hộp thì cũng rất là đơn giản nha mọi người. Chỉ có tên tên máy và thương hiệu Asino và một số cái thông tin về cái dòng máy của chúng ta thôi. Đó, thì bên đây là một số thông tin về cái máy nè. Bon bearing của nó là 9 cộng 1 nha mọi người. 9 cộng 1. Model là cái tên SW6000A và rì to của nó 5.2 trên 1. Thông số vào cước á, thì 0.37 mm thì vào được 290, 0.40 thì 250, 0.43 thì vào được 220 m. Thông số này vào cước cũng khá là nhiều nha mọi người. Đó, chúng ta đánh thường là 0. Nếu mà đánh sông hoặc đánh hồ dịch vụ thì khoảng 0.45 hoặc là 0.50. Thì nếu mà 0.50 thì vào cũng được gần 200 m cho người. Khá là nhiều với cái con máy này của chúng ta. Và cân nặng của con máy này khoảng 450 g thôi nha mọi người. 450 g. Và đây là cũng có chi tiết máy nha mọi người. Từng cái linh kiện ốc vít như này. Đây, con máy chúng ta nhìn rất là đẹp nha mọi người. Màu chủ yếu là màu màu inox nè, màu bạc á, màu sáng. Toàn thân nguyên nguyên body luôn, body và chân máy nè. Rồi tay quay. Tay quay thì dạng xoắn ốc nha mọi người. Và vẫn có thể đổi trái qua phải được luôn. Đó, xoắn ốc thì chúng ta vặn ra này, muốn đổi thì chúng ta vặn ra đây. Xoắn ốc thường là tay quay nó xoắn ốc hai lớp hết nha mọi người, một lớp ngoài và một lớp trong cho cái máy chúng ta nó cứng hơn. Và cốt của nó cũng rất là to nha mọi người, cốt tay quay nè rất là to luôn. Toàn thân là hợp kim nguyên khối luôn nha mọi người. Nhìn cái máy rất là đẹp. Thì tay quay chúng ta đổi thì khi ta vặn con ốc ở bên đây ra thôi. Đó, rồi tay quay chúng ta đổi qua thì chúng ta đem qua đây và vặn vô. Đó, vặn cứng. Đó, sẽ cứng lại và chúng ta quay thôi. Đó, cái nấm tay quay của nó kim loại và quay rất là trơn tru luôn. Đó. Mà xoay nhẹ cái là nó quay này. Bát máy của chúng ta cũng là có khắc Asino. Nếu mà size 6000 này chúng ta nếu so sánh thì nó cũng ngang bằng 8000 của Shimano nha mọi người. Đó. Nhìn cái nắm tay nè. Một nắm tay đang nắm lại thì nó cũng khoảng cỡ này. Ở đây cũng khoảng 8000 của máy Shimano á. À, khoảng 5000 của Daiwa. Nếu mà so với cái con máy mà mọi người biết tới trước kia, con máy của Thái, máy Ryoko thì con này hơn hẳn con đó nha mọi người. Hơn hẳn con máy Ryoko của Thái luôn. Thì cái phần mà chi tiết kết cấu bề ngoài thì có vẻ nó giống,
đó, nó giống cái kiểu thì có vẻ nó giống với con Ryoko của Thái, nhưng mà về độ mượt nè, đó trước tiên là độ mượt thì nó sẽ mượt hơn. Nếu mà tầm giá mà chưa đến 1 triệu mà chúng ta sở hữu cái con máy như thế này thì cũng quá tuyệt vời rồi nha mọi người. Đó, nhìn cũng rất là đẹp, kiểu máy rất đẹp nè, cò nhảy nè cũng rất là lớn, mà giá thì chưa tới 1 triệu thôi, chỉ 860 ngàn. Đó, thì con máy này giá 860 ngàn, thì giá là bao ship toàn quốc luôn nha mọi người, bao ship toàn quốc cho người luôn cái con máy này. Đó, cái kiểu máy này thiết kế nó giống cái con Ryoko, nhưng mà về cái phần bên trong thì nó lại giống con Ranmi nha mọi người. Đây, nó lại giống cái con Ranmi của chúng ta nè, giống là cái về phần phần lẫy lẫy cò nè, nó tạo ra tiếng kêu. Con Ranmi chúng ta nó cũng tạo ra tiếng kêu ở phần phần bên trong của cái nồi máy, và con này nó vẫn vậy, và nó có thêm một cái rãnh để chứa cái vòng bi đó, thì cái vòng bi chúng ta nó nằm ở đây đó, đây là cái vòng bi. Tiếp theo là sẽ một miếng lông đờn, miếng lông đờn, và cái phần tiếp theo sẽ là cái cốt ở này, cái rãnh ở phía trong này để cho cái vòng bi phần này nó áp vào nha mọi người, nó cho cái tiếp xúc khi mà cái nồi máy nè, cái nồi máy chúng ta nó đậy xuống, nó đậy xuống thì cái giữa cái phần nồi máy, giữa cái phần nồi máy và cái phần chắn ngang ở đây nó sẽ tiếp xúc vào cái vòng bi. Vì vậy nên những cái máy nào mà nó có thêm cái vòng bi chỗ này ở đây thì nó sẽ cho cái máy chúng ta quay nó cái độ trơn tru hơn nha mọi người. Dù như không có thì nó sẽ tiếp xúc trực tiếp với một cái lông đờn ở chỗ này, hoặc là một lông đờn, hoặc là một miếng thép như chỗ này, thì nó sẽ không có trơn bằng khi mà thiết kế thêm một cái vòng bi. Chúng ta ép vào nè, chúng ta siết siết xuống đó, chúng ta siết xuống, và trong khi chúng ta quay cước á, cước khi chúng ta quay đó, xả cước ra cước rồi nó có vẻ nó sẽ êm hơn. Đó, tác dụng của cái vòng bi chỗ này nha mọi người, còn ngoài ra nó cũng không có tác dụng như gì hết. Cốt máy cũng khá là to nha mọi người. Ok, đo thử cái cốt máy của con này luôn. Cốt máy là 4 ly rưỡi nha mọi người. 4 ly rưỡi. Đó, dòng máy mà 6.000, cốt 4 ly rưỡi cũng khá là to rồi. Con này cho mọi người tải rắc mắc của nó là khoảng 10 kg. Nhưng mà mọi người dòng cá thì còn vào cái lực xả mô bin nè, đó xả mô bin và cái độ cong và độ dẻo của cái cần nữa, nên cá mà khoảng hăm mấy ký thì cái máy này chúng ta bắt vẫn được bình thường nha mọi người, bắt khỏe luôn. Và size này thì nhìn cái bề ngoài nó hầm hố có hơn con Ryoko của chúng ta. Con này chúng ta có thể câu hồ dịch vụ cũng vô tư, cạo cá cũng thoải mái. Ta đánh cá thịt chỗ nha mọi người. Đó, đánh cá thịt này kia đều cũng rất ổn với cái máy này. Và cái hãm này cũng cực kỳ cứng luôn nè. Đó, mọi người xem. Bạn chưa cứng mà mọi người vừa tay thôi là cái độ cứng của cái máy này rất là nhiều nha mọi người. Đây, đó. Người vặn tay là khó đi, còn vào được nữa nè. Nó người vặn tay là nó không đi rồi. Thì cước thì không bao giờ trượt nổi nha mọi người. Nên cá thì vài chục ký trượt á, kéo á thì sẽ không quay nổi cái mô bin chúng ta đâu. Đó, hãm nó cũng rất là tốt. Và tiếng nãy cò của con này kêu cũng rất là êm nhưng mà đầm thôi. Đó. Rồi ok, mọi người
ưa thích con này thì liên hệ shop Rạng qua thông tin đang để ở góc trên màn hình này nha mọi người, có hai số thì mọi người gọi số nào vẫn được, số Zalo hoặc là kết bạn Zalo Facebook. Thì Zalo thì mọi người có thể nhắn tin đó, Zalo Facebook thì mọi người có thể nhắn tin vào đó thì mình shop Rạng sẽ trả lời, hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về cái dòng máy này mọi người cứ để lại cái bình luận phía dưới thì bên Rạng sẽ trả lời những câu hỏi của mọi người thôi. Mọi người ở gần thì có thể tới shop nè, tới shop Rạng địa chỉ đang có để đây. Mọi người tới shop thì cứ lên Google Maps gõ Lê Rạng hoặc đầu câu Lê Rạng thì bên Google Maps sẽ chỉ đường đến tận nhà nha mọi người, đến tận shop luôn đó. Mọi người tới thì còn những cái dòng máy khác hoặc mọi người muốn tham khảo dòng máy nào cứ kết bạn qua Zalo và nhắn tin cho Rạng, Rạng sẽ chụp hình cho mọi người xem dòng đó. Đó, hoặc là mọi người ưa thích con này thì lần ship toàn quốc cho mọi người luôn, mọi người chỉ để lại cái địa chỉ thì mình sẽ gửi hàng cho mọi người đó. Nếu mọi người ở khu vực mà quận 2, quận 9, Thủ Đức này kia rồi muốn có hàng liền để đi câu liền thì bên Rạng có người đi giao hàng trong vòng 1 tiếng đồng hồ hoặc nửa tiếng thì sẽ mang hàng đến cho mọi người luôn nha mọi người, lấy bất kỳ cái gì cũng được đó, hoặc đang câu mà gãy cần đó alo luôn cho mang cần vô câu tiếp. Chúng ta vô câu thì hên xui luôn nha mọi người, không phải là nói vậy rồi đây để trù cho mọi người hư gãy. Những cái vấn đề đó thì vấn đề tế nhị thôi người, hên xui không có biết trước được nha mọi người. Dụ cái cần chúng ta tải cá 5-10 kg, bữa đó mà chúng ta đâu mà dính con bò 40-50 kg thì xác suất bắt với hư thì cũng có xảy ra thôi đó. Nói chung vấn đề cũng tế nhị vui. Thì ý nói thôi, ý là mọi người cứ alo thì Rạng sẽ mang hàng đến cho mọi người. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.